Rồi tiếp tục. Câu thứ ba chính là câu thứ nhất cho nên chúng ta không 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 bàn tới. Bây giờ là câu câu thứ bốn. Câu thứ bốn mất đi cái phần tôi tin và tôi tin. Thì có nhiều người sẽ mắc lỗi là không công phương. Thực chất ra thì cái luật công phương thì nó rất là mơ hồ trong các bộ môn khác như là hội họa hay là như thơ văn. Về sau thì người ta không có chú tâm lắm đến 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 những cái mà cân đối giữa số câu số chữ. Cái chánh của cái bài này ở đây là cái vế sau, cái vế sau, cho nên có thêm cái phần tôi tin ở đầu cũng không quan trọng, nó chỉ là cái chuyển tiếp để mà như là lấy đà để nhảy. Cho nên nếu nếu cần thì vẫn có thể viết cái tôi tin và tôi tin cho câu thứ tư, và lúc đó cũng xài giải kết chuyển tiếp, thí dụ giải chính tiếp một bốn sáu bốn một, thí dụ vậy. Nó có ba bốn loại dài dài các từ chuyển tiếp, nhưng mà tôi đồng ý với lại Somalia là tôi chỉ sử dụng có cái phần chánh này thôi, có cái vế sau về về chánh thì Somalia cho giờ cái công nhạc là sản phẩm phá rê phá. Thì ở đây phá rê là chắc chắn là phải là hợp âm 5-7 rồi, tại vì cuối bài này. Mà như vậy thì giữ y luôn cái son này là của cái cuối của cái câu trước, của cái câu thứ ba. Thì cái 5-6 rồi rồi năm này là 5-6 6-5 rồi. Nhưng mà Sumari thì cho cái dấu giải lên này nè, nó nằm ở giữa liên ba, tôi thấy nó không hay cho nên tôi mới đề nghị là cái dấu dạng lên này tôi đem qua bên đây bài. Nó sẽ rõ cái dấu dạng lên, dấu mi hơn. Thì quả âm thì si đô pha và quãng 7 xuống mi quá đơn sơ. Bây giờ thì chúng nhìn và trở lại vô máy tính, chúng ta nghe toàn bộ hòa âm của cái bài này theo đúng như cái dòng ca của Sumari. Xong xong sau đó tôi sẽ nói đến cái chuyện tôi quán đổi, tôi lấy cái câu thứ tư đơn sơ nó chỉ giống với lại cái câu thứ nhất ở cái tiết điện thôi. Điều đó rất là không có chặt chẽ. Tôi đem lên câu thứ hai. Tôi mới lấy cái basso của cái câu thứ nhất đó, rê là đố là si, tôi làm câu thứ tư để kết thúc một cái vấn đề mình đưa ra một cách trọn vẹn ứng đối. Cái basso rất là đối với lại rất là hay đặc biệt của câu thứ nhất, tôi đem làm câu thứ tư. Bây giờ nghe đó, ở trang 3 tức là tôi giữ y cái dòng ca của Sumari. Sau đó sang trang 4 tôi sẽ quán đổi câu thứ tư quá đơn sơ này, tôi đem lên làm câu thứ hai, rồi tôi bỏ cái câu thứ hai đi, tôi mới lấy cái passo của câu thứ nhất tôi làm câu thứ tư, còn câu thứ ba thì chính là câu thứ nhất lặp lại thì chuyện nó không có gì. Rồi nha, nhìn vô máy tính ở trang 3.
rê rê là đô là si đô, đây chính là bass của câu thứ nhất nha. Mà tôi làm câu thứ tư, nghe lại ở ở ở trang 4 nè. Nghe lại trang 4 nè. Câu 1. Khi mà lấy basso câu 1 mà làm câu 4 nghe nó đậm đà hơn. À, đó chính là cái sửa ban đầu. Bây giờ sang trang 5 nè. Câu 1 bình thường. Ở trên tôi coi có để nè. Lấy basso câu 3. À, lấy bắt số câu 1 làm câu 2, rồi câu 3 chính là cái câu 1 mà tôi chia cho ngược lại nha. Câu 1 bình thường. Chính là câu 1 bình thường. Sang một cái cách giới thiệu gợi ý nữa là rồi, tất cả nhìn lên bản tôi nói bên thơ văn để cho hiểu cái câu cái trang số 6 này. Một trong những bài thơ Thất Ngôn Bất Cú Đường Lục nổi tiếng gần như là kinh điển của bà Nguyễn Thanh Quan là mấy câu mạo bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây trong đá lá giang hòa, thật lôn khôn dưới núi Tiều Bà Chú lác đác. Hai câu này nó đối nhau, hai câu thật nó đối nhau. Luận nhớ nước đau lòng thương nhà, hai câu này nó đối nhau. Cặp thật và cặp luận nó đối với nhau. Rồi kết thương nhà mọi miền cái gì? Dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta, thì nó giống như là mạo, nó không có đối. Đương nhiên nó cũng có những cái luật khác của nó. Thì bắt chước như ở bên đây. Tôi lấy câu 1. Câu 2 tôi lấy cái bát xô của câu 1 tôi làm câu 2 để cho nó đối nhau. Còn câu 3 tôi lấy cái đề của câu 1 tôi lật ngược nó lại, tức là cái đề là rề mi phá phá gì đó ha. Thì tôi lật ngược lại là tôi cho chạy ngược cho là rê đô xì để làm câu thứ ba, nó tạo ra một cái mới. Thì cái câu cái bát xô của cái câu thứ ba này nó tôi cho nó đối để mà nó thành ra hai cặp đối. Đặc biệt cái trong cái bát xô này nó có một cái bè như đi chuyển động liền xuống để nó có cái tuyệt vời chỗ đó. Nếu mà nói luôn qua bên phần phân khúc thì chính cái bước đi liền xuống này mà là khởi đầu cho phim khúc, nó thì là quá tuyệt vời. Đương nhiên ở giữa phim khúc câu thứ ba câu thứ tư phải có một cái nhảy bằng quãng 4 xuống và mẹ bằng 2 lên, thì nó giống như rế là đô là si đó, rế là si đó.
Rồi chúng ta nhìn trở lại máy nha. Trang số 5, tôi lặp lại trang số 5. Câu thứ 3 chính là Basso của câu thứ 2. Đây câu. Câu thứ 2 chính là Basso của câu thứ nhất nha. Rồi, trang số 5. Xuống là rê đô si đó. Đây, basso nó là mi rê đô si. Basso của cái câu thứ tư. Câu thứ tư nó cái câu thứ ba nó là cái đề mà tôi lặp ngược lại. Rồi cái nó ra cái basso của cái câu thứ tư nó đi chuyển động liền xuống. Nếu lấy basso này để làm câu đầu khởi cho phim khúc thì rất là đa năng nhất. Mà nếu có được một cái khoảng giữa đây phim khúc, mà nếu khởi đầu câu 1 mà lấy cái liền xuống, mà nếu ở giữa nó có một cái bè nó đi quãng 4 xuống như ở đây mà tôi sửa lại chỗ sát tính nè, đi quãng 4 xuống thì là coi như bài này nó rất là đồng nhất. Bây giờ chúng ta nghe lại lần nữa trang 5. Trang 6 là cái trang mà tôi đề nghị từng cặp đối nhau nha. Câu 1, basso đi rê la. Câu thứ 2, lấy basso. Sẽ đồng nhất, nó cũng biến đổi mà, nhưng mà nó trong đồng nhất. Tôi lặp lại lần nữa nha. Cái đề của Sumari, lấy cái basso mà duy nhất chỉ có một cách đặt hậu âm và một cách đi bass làm câu thứ hai, làm cái vế sau của câu thứ hai. Rồi câu thứ ba lấy cái đề này nè, lặp ngược nó là re mi fa thì lại là re do si đi ngược xuống. Nó vẫn đồng nhất là cái chỗ rê mi fa chuyển động liền lên, cái này rê đô si chuyển động liền xuống, các quãng ca điệu, các quãng trong đó nó vẫn giống nhau, cái chẳng qua là cái chiều hướng nó khác nhau, một cái thì quãng lên, quãng 3 4 lên, cái quãng 4 xuống, thí dụ vậy. Rồi. Nhưng mà đặc thù khi mà lấy cái nhạc đề làm câu thứ ba bằng cách cho nó chuyển ngược lại đó, nó đi cái chiều hướng ngược lại thì tôi lại có được một cái câu thứ tư, cái bài bass của nó đi liền xuống. Mà nếu tới đó thôi thì cái bài bản mà nó đi liền xuống thì cũng khá là hay rồi. Mà nếu lấy cái đó để làm cái câu đầu của phim khúc, để rồi cái khoảng giữa phim khúc chỗ cao trào đi bằng những cái dấu đen, tại vì từ phim khúc người Sumeri viết còn là đa số là dấu mốc tới khoảng câu thứ ba hay đầu câu thứ tư, dấu đen nó có một cái khoảng 4 xuống, bạch bẻ ngược khoảng 2
lập ngược quan hài dạy dạy nghịch thì là thật là tuyệt vời. Đó là xong phần phương đúc. Tóm lại phải giỏi hòa âm thì mới có thể làm được những cái bài mà nó có những cái cấu trúc cơ cấu tuyệt vời như vậy. Chứ còn chúng ta thì đa số bây giờ thì chỉ theo các câu nó chỉ giống nhau cái tiết tấu à, hai dấu hai móc rồi hai dấu một móc rồi liên ba dấu đen rồi các câu giống này. Cho rằng như vậy là công phương không đúng. Tôi vẫn hay nói đùa là giống như con của Angelina Jolie, bốn đứa con của Angelina, hai đứa da trắng, một đứa da đen, một đứa da vàng, mà đứa da vàng như là người Việt Nam tên là Bắc Basit là Hòa Bình. Thì rõ ràng cho nó mặc đồ giống nhau, Angelina Jolie dẫn đi du lịch khi đâu đó mà đồ giống nhau nhưng mà cái bản chất ở trong nó hoàn toàn khác nhau. Còn nếu mà chúng ta lấy từ cái nhạc đề, chúng ta làm sao mà cho nhất là cái nhạc đề của Samari, nó chỉ có một cái bài bát đi như vậy thôi, một cái thằng năm vậy, một cái bài bát như vậy thôi, thì quá là đồng nhất, mặc dù nó biến đổi đó, thậm chí có thể tiết tấu nó không giống nhau lắm. Trong fuga là điển hình nhất, sau khi có một cái đề thì người ta gọi là phản đề đó, thì cái phản đề cái bèn nó đi hoàn toàn khác về tiết tấu, contra ritmus, tức là tiết tấu nó đối với nhau, chứ không chỉ nói về contra punctum, contra punctum tức là một bè đi lên thì một bè đi xuống, hay ngược lại một bè xuống bè, hay là một bè đứng yên thì một bè chuyển. Nhưng nó contra ritmus tức là một bè dấu ngắn, một bè dấu dài, tức là một bè đứng yên, một bè nhảy, hay là một bè đi chậm, một bè đi nhanh. Cái phản đề là một trong những cái đặc, nó hoàn toàn nó đối lập, nhưng mà nó lại là đẹp. Nó đưa Jean-Baptiste Sebastian Bach lên hàng đỉnh cao. 1950 người ta có một cái cuộc điều tra hỏi ai là Bắc Sơn Thái, Thái Sơn bắt đầu của nhạc cổ điển, thì những người bình dân bình thường thì cho rằng Beethoven. Nhưng mà những người chuyên nghiệp, những thầy cô giáo, những học sinh nhạc Việt, người ta cho rằng Bach. Mà cái độc đáo của Bach là ở trong cái fuga, giống như ở bên Adam chúng ta là thơ đường lục vậy. Thơ đường lục nó vừa là người ta gọi là đường thi mà cũng gọi là đường lực, thì fuga người ta gọi là vừa gọi là tẩu pháp mà vừa lại là tẩu khúc. Cho nên cố gắng làm sao mà viết học hòa âm cho giỏi, viết những câu nó có dính dấp hòa âm với nhau thì rất là tuyệt. Còn không nữa thì viết như là cái canon Ferrer-Jacques cho các em là hát để mà hiểu được cái cấu trúc. Rồi phần sau chúng ta sẽ nói về sửa một vài cái tiết tấu ở trong phiên khúc.